Hải quân Pháp tiếp tục tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Pháp cam kết thúc đẩy và bảo vệ các quy tắc của luật pháp quốc tế. Đó là lý do hải quân của chúng tôi thường tuần tra, đi lại trên Biển Đông và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Quốc vụ Khanh Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne nói với các phóng viên trong cuộc phỏng vấn tại thành phố McAtee, Philippines hôm 28 tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng của chúng tôi đã nêu rõ quan điểm này tại đối thoại Shangri-La cách đây vài tuần, ông Lemoyne cho biết. Mặc dù chưa đưa ra phản hồi chính thức sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tỏ dấu hiệu không muốn các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp giúp Philippines bảo vệ các lợi ích trên Biển Đông, song ông Lemoyne vẫn khẳng định cam kết của Pháp trong việc duy trì tự do hàng hải tại vùng biển này. Chúng tôi là một phần của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương vì chúng tôi có một số vùng lãnh thổ tại khu vực này. Chúng tôi duy trì 7.000 binh sĩ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương và đó là bằng chứng cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo tự do hàng hải ở vùng biển này. Quốc vụ Khanh Pháp nhấn mạnh, cuối tháng 5 năm 2018, tàu chiến Đích Mơ Út và một tàu khu trục của Pháp đã tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải gần các cụm đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Jean Porter, sĩ quan chỉ huy tàu Đích Mơ Út, cho biết hoạt động tuần tra bao gồm việc đi qua các đảo nhân tạo nhằm thu thập các dữ liệu tình báo bằng hệ thống cảm biến. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh nhu cầu phải bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương khỏi tham vọng bá quyền của một số nước, dường như ngầm ám chỉ Trung Quốc. Ông Macron nói rằng Pháp không muốn phản đối Trung Quốc, tuy nhiên một trục Ấn Độ-Thái Bình Dương hùng mạnh cần phải đảm bảo các nước đều tôn trọng các hoạt động tự do hàng hải và hàng không. Thành đạt. Theo Yến Quay Giờ, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.